Quán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với chiếc xe đang giới thiệu anh chị và các bạn đây là một chiếc xe Lexus RX 350 phiên bản Sport sản xuất là 2013. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất của chiếc xe thì trang bị là màu nâu cực kỳ đẹp. Với những chi tiết đường led của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Khi mua về các thành phố lớn thì anh chị và các bạn sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển mà chỉ mất phí đổi biển thôi. Xe đang có mặt tại cửa hàng chợ ô tô Hòa Bình, địa chỉ đơn vị là 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Ở phần đuôi xe thì anh chị bạn có thể thấy qua thì xe có trang bị như các chi tiết như là hệ thống cảm biến cam lùi. Sơn si của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ bóng cao đầu xe thì nổi bật với những các chi tiết như là hệ thống đèn bi chiếu sáng kết hợp với đèn halogen cùng với những giải đèn nét định vị ban ngày đèn sương mù dạng halogen những chi tiết để anh chị bạn thể thấy, thấy có tính năng cảm biến trước sau đầy đủ hệ thống cam được trang bị đầy đủ anh chị nhé những chi tiết đường led về hệ thống mâm đốp anh chị có thể tham quan cùng em đây với hệ thống mâm của chiếc xe trang bị bầm đà chấu hộp kim những phần nốp black của chiếc xe thì nó vẫn còn à, tương đối dày. Đây là những cái chi tiết về hệ thống dọc thân xe với những cái chi tiết như là lẹp mạ rồi là những phần gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ có tích hợp cam 360 à, gương kính có trang bị à, cảnh báo vượt trên gương dọc thân xe đây với những phần lẹp mạ chân kính rồi là lẹp mạ à, thân xe những chi tiết rất là đẹp anh chị ạ. Ở đuôi xe thì nó sẽ có những chi tiết tạo hình trông rất là bắt mắt Và em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về phần khoang chứa đồ của chiếc xe Với một mẫu xe gầm cao 5 chỗ Lên cái không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng rất là rộng rãi để anh chị bạn có thể chứa được nhiều đồ Và ở hàng ghế này thì đều có trang bị vách ngăn Đồ nghề theo xe vẫn còn đầy đủ anh chị ạ những phần đinh tán ốc ác của chiếc xe còn nguyên bản, tem mát anh chị có thể thấy. Những đường led chi tiết phiên bản này là phiên bản full option của Rick 50 có trang bị đầy đủ hệ thống tính năng tiện ích để trải nghiệm đầy đủ em mời anh chị và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm anh chị nhé đây là những cái chi tiết về phần nốp sơ của chiếc xe vẫn còn rất mới lòng cốt của chiếc xe thì nó vẫn giữ được cái độ đẹp không hề có hiện tượng bị đâm va về phần đuôi Đấy, những chi tiết tổng quan chia xe thì em cũng quay rất là rõ để anh chị bạn có thể tham quan xe đăng ký biển hà nội rồi khi mua về các thành phố lớn thì anh chị các bạn sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển nữa mà chỉ mất phí đổi biển thôi đây là nội thất bên trong với không gian ngồi thoải mái cho ba người ngồi độ ngả ghế có độ ngả sâu tạo cái sự thoải mái cũng như là duỗi chân thoải mái cho người ngồi Đấy, ghế thì trang bị ghế đục lỗ thông hơi ghế da đục lỗ thông hơi tạo sự thoải mái cho người ngồi. Thảm trải sàn cũng được nâng cấp đầy đủ. Cửa sổ trời cũng như cửa gió điều hòa trung tâm, bệ tỉ tay. Và bây giờ ta sẽ cùng anh chị và các bạn đi tham quan về những chi tiết đường led về phần cánh cửa này, tem mát này, vẫn còn nguyên. Và những cái phần hệ thống cánh lái của chiếc xe anh chị có thể tham quan cùng em. Với hệ thống cánh lái của chiếc xe thì nó có trang bị cho anh chị và các bạn như là nhớ ghế 3 vị trí này. Và các chi tiết tem mát này các phím điều chỉnh lên xuống kính những đường led để các bác có thể nhận định được cái chiếc xe này nó còn đẹp hoa hoàn hảo hay không từ những phần ốc bàn lề ở quanh cửa xem nó có bị tháo dãi hay không với phần này, hệ thống ghế trang bị ghế chỉnh điện đa hướng tem mát của chiếc xe còn đầy đủ anh chị ạ đây là pin năm sản xuất của chiếc xe với năm sản xuất là 2010, 2013 Đấy. Tổng quan ghế lái và ghế phụ của chiếc xe thì em quay thì anh chị có thể tham quan. Những chi tiết đường LED, hệ thống làm mát ghế, sấy ghế, cân bằng điện tử rồi là có trang bị à, chống chân trượt, màn hình giải trí, khóa cầu vi sai rồi là cái hệ thống như là lễ chuyển số thể thao, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Cùng với rất nhiều tiện ích để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm. Và chiếc xe này hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 580 triệu còn thương lượng. Có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển. Thông tin chi tiết cụ thể về chiếc xe Lexus RX 350 S -Sport, phiên bản S-Sport sản xuất 2013 này. Thì anh chị và các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.